Hi, xin chào các bạn. Mình gặp nhau nữa rồi. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái món ăn rất là dân dã của Việt Nam, nhưng mà mình mới thử lần đầu tiên thôi. Tại hồi xưa mình cũng đã thử làm qua rồi nhưng mà nó không có ngon, nó bị tanh. Nhưng bây giờ mình ghiền quá, mình phải thử làm lại thôi. Đây là con cá lóc. Đó. Còn ở đây thì là lẩu tai heo. Thì hôm nay mình làm cái món lẩu tai heo luộc cuốn rau sống chấm với mắm nêm. Thì bây giờ cái lẩu tai heo này mình đã luộc sẵn rồi. Đó, mình đã luộc sẵn. Thì mình không có thời gian nhiều để mình quay, mình làm được cái gì trước thì mình làm. Đây là rau sống, nó gồm có hẹ, thì xà lách, rau thơm với chút dưa leo. Nhìn nó xấu xí lắm tại mùa đông mà. Với giá lại cái này là mình xin chứ mình không có làm. Hôm qua bên ba mẹ thấy hôm qua nhà ăn bún rồi ăn bò nhúng giấm chứ, còn dư rau cái mình mới xin. Đó, đem về có cái gì thì mình cuốn cái đó thôi. Với giá. Còn đây cái lá chuối để chút nữa con cá lóc mà nướng xong thì mình chải ra cái thớt này nè để mình vẽ nó. Rồi đi chung với nó, hôm nay mình làm cái mắm chấm là mắm nêm. Thì đây là cái mắm nêm rất là ngon. Cái hiệu này sẽ ăn được nhất trong những cái hiệu mà mình thường ăn. Tại nó không có nhiều để mình lựa chọn nên chỉ có cái hiệu này nè. Mà nó làm tại Thái Lan chứ không phải của Việt Nam, nhưng mà ăn rất là ngon. Thì đi chung nó mình có bánh tráng, ớt, đây cái hũ đựng đường để mình làm cái nước chấm á. Mình làm cái nước mắm nêm. Còn ở đây là mình có cái đồ mà nhúng bánh tráng nữa, nhưng mà bây giờ lục nó đâu có tiêu, mình không thấy thì mình để lại trong đây để chút mình lấy tay mình nhúng cho nó dễ. Giờ những cái steak của mình là nó, cái bàn nó nhỏ xíu à, nó không có đủ chỗ nhiều á. Đó, còn đây con cá lóc. Thì cá lóc này là cá lóc nguyên con, nó không có làm gì hết. Thì nó rất thích hợp để cho mình nướng chui. Đó. Thì con này rất là lâu chín. Thì bây giờ mình mở lửa nhỏ thiệt là nhỏ nè, để cho nó chín từ từ. Nó lấp rất là lâu chín. Để nguyên da nha, mình chỉ rửa sạch ở ngoài thôi với cái mang, với cái miệng của nó thôi, chứ mình không có làm gì hết. Rửa sạch nó bằng nước lạnh rồi chà muối cho nó hết nhớt bớt đi thôi. Tại vì cái lý do mình phải để cái da nó vậy cho giữ con cá nó có cái độ mềm với xốp, nó không bị khô. Và nướng lại nướng chui này thì không có ai mà đánh dậy hết á, mà cũng chẳng ai làm ruột đâu. Nướng theo cái kiểu chân giả hồi xưa của người miền Tây mà đánh bắt lên rồi thui với rơm vậy đó. Đó, thì cái thành phần của nó thì mình đã làm sẵn hết rồi. Đi chung với mắm nêm thì phải có khóm, rồi cái khóm tươi, mình gọi chứ thơm đó, với tỏi tươi mình đã bầm ra. Thì bây giờ mình phải chế biến cái nước chấm này trước. Rồi mình có sẵn một cái nồi nhỏ. Thì bây giờ mình quay cách mình sẽ sơ chế cái món mắm nêm trước nha. Rồi, bây giờ mình có một cái nồi rửa sơ nó còn nước này chút để cho nó ráo nước đi. Cái món mắm nêm này á, thì thực sự ra mình chia sẻ cách ý kiến riêng của mình thôi nha, là mình không bao giờ đụng chạm tới nước. Nếu mà mình pha với bất cứ nước gì trong đây nó sẽ bị làm cho bị tanh, nên mình sẽ hoàn toàn không có nước. Thì mình chỉ cần lấy cái nước của trái thơm á, trái thơm mình bầm nè. Đó, cái nước cái thơm chở ra thôi. Đấy, nước rất là nhiều. Thì bây giờ bắt đầu mình đổ nó vô thơm, mình xào qua xa trước. Hồi xưa thì thường cũng có nhiều người ta làm mắm sống người ta không nấu á, nhưng mà về sức khỏe thì tốt nhất là mình phải nấu sơ nó qua đi. Mình xào cho thơm này chín sơ chút để cho ra cái nước ngọt, rồi sau đó mình mới bỏ mắm vô. Cái nửa chế thơm, nếu ai ăn nhiều thì bỏ thơm nhiều thôi. Mình cũng thích ăn thơm lắm, nhưng mà có một cái tật là biến thôi. Rồi sau khi mà mình xào cho nó xong, cho nó săn lại á, nó sôi thiệt sôi rồi mình bỏ cái hết một hũ mắm này vô luôn. Và trước khi mình làm mình sắc nó đẹp, mình xét nó lên, mình lắc nó lên.
cho nó đều. Cái nào mà nó sóc sóc lên miệng xịt cái rồi coi như là đó, mình cho nó sôi ly, bắt đầu bây giờ mình mở khui chai này ra. Cái này nó rất là mặn, cái mắm này mặn lắm. Mình đổ nhẹ nhẹ đừng cho nó dàn ra ngoài. Trong lúc này mình có thể tắt lửa cũng được, để mình tắt lửa thì mình đổ cho nó hết, tại vì lúc mà mình đổ chai này nó khó xuống, nó xuống đường cái là nó sẽ bị khô nước hết. Trong lúc nó mình mở lửa lại thì đổ hết rồi, mở nó lại cái đệm đều lên để đẩy cái nắp trước lại, nó rớt cái một cuối âm luôn rồi. Đó, mình cứ quậy cho nó đều lên vậy đó, cho nó sôi sơ thì không chín kỹ đâu. Thì lúc này mình cũng phải sẽ nêm nó, mình nêm nó coi nó cái mình cần thêm bao nhiêu bột ngọt nữa. Thì đồ mặn nó chắc chắn là rất là mặn rồi, mắm nêm mà. Nhưng mình cần nêm nó lại thôi. Để chút xíu cho nó thấm vô cái nước nước khóm với mắm. Để lửa thiệt nhỏ nha. Wow, cái mùi nó bốc lên thơm quá. Nhưng mà đúng ra cái này thì mình làm để trước thì nó ngon hơn. Làm trước chả tiếp hơn. Nó rất là mặn. Nó thiếu độ ngọt. Thì bắt đầu bây giờ mình mới tắt lửa. Đó, để sôi sôi rồi bỏ đường vô. Ê, lộn, à, bỏ tỏi vô. Tỏi này nếu mà chín quá thì nó sẽ không ngon. Để cho nó có độ nóng nó chín thôi. Nhưng mà mình nghĩ bỏ đường vô trước đi, để cho nó giảm cái độ nóng rồi mình bỏ tỏi vô sau. Cái món này thì mình nghĩ tốn đường nhiều lắm. Lý do là nó rất là mặn. Nên mình nghĩ là khi mình xài cái muỗng cà phê như vậy nè, mình dùng khoảng chừng chắc 5 muỗng. Thì lúc này tùy theo cái khẩu vị của mỗi người, mình muốn ăn mặn hay ăn ngọt là tùy của mình. Nhưng mà đối với mình thì cái món này làm cho hơi hoặc ngọt hoặc mặn chứ đừng có quá ngọt. Đợi là mình mới quậy đều lên. Xếp lên quạt góc. Cá là nó bị xì nước, nó kêu sèo sèo đó. Mình cứ đảo đều lên. Đảo đều nó khoảng chừng 3-4 phút rồi đi. Mình chắc là nó sẽ được hòa tan với nhau, hỗn hợp giống như là nước khóm, đường. Cái món này thì nó quan trọng, rất là quan trọng vì cái món nước chấm. Món lỗ tô heo cuốn cuốn bánh tráng chấm với mắm nêm. Rồi để mình thử tiếp. Cái độ ngọt nó vừa phải rồi đó. Thì mình như mình nói đó, các bạn cứ ăn nêm nếm theo cách của mình vậy thôi. Mỗi người một khẩu vị riêng của họ. Rồi lúc này mình mới bỏ tỏi vô. Còn chút nữa ăn ớt thì mình ăn sao, mình muốn ăn bao nhiêu thì mình bỏ bao nhiêu. Trừ trường hợp những người không biết ăn cay á, nên mình đừng bỏ trước. Rồi bắt đầu mình cũng chảo quậy đều nó lên. Tỏi vô có khác, thơm liền. Nó lúc này nó mới hòa được cái vị của nó. Đói bụng thiệt sự, ngon quá. Rồi, coi như là mình đã hoàn tất cái món của mình. Món mắm nêm.
quên đem cái muỗng ra để múc ra, ra chén, nhưng mà thôi để mình để cho nó nguội chút đi. Mà khi mình muốn ăn á, mình để dành á thì nên nhớ là để cho thì là nguội, mình bỏ vô hũ nha. Mình ăn ăn xong cái cất tủ lạnh lại, mình ăn trong vòng khoảng chừng từ 2 đến 3 ngày trở lại được, đừng có để lâu quá không có tốt, bất cứ loại mắm nào vậy hết. Cứ đảo đều như vậy đi. Rồi quá ngon, coi như là xong rồi. Vị ngọt, vị mặn, chua của khóm, vị tôm của tỏi, rồi xong. Nói chung là nó đã thành công. Tới bây giờ mình chở mặt cái con cá. Mình phải chở đều cho nó một chút. Thấy không, nó khét cái vỏ nè. Rất là đẹp rồi, nhưng mà cái con cá lại nhỏ nhất cho mấy con cá mình lựa rồi đó. Hy vọng là mình nấu lửa từ từ thì để cho nó chín. Đó, nó khác cái da này lâu chín hơn. Thì mình cứ để cho lửa thiệt là nhỏ, cứ riu riu vậy thôi. Các bạn để lửa lớn quá nó bị khét con cá mà ở trong sống nhăn à, ăn không được đâu. Mình phải để lửa nhỏ. Lửa nhỏ nhất nếu có thể. Đó vậy đi. Nếu mà sử dụng bằng cái lò này. Ok, thì bây giờ mình qua tới sẽ cuốn đây. Một mắm nó thơm quá không chịu đựng nổi luôn. Bây giờ mình múc ra một cái chén. Mắm một khối, cái này mình biết ăn thôi, mình thấy cái mùi nó vậy chứ còn người ta biết ăn á chắc người ta chửi chết rồi, thúi lắm. À, chén bây giờ bắt đầu mình mới bỏ ớt vô. Ăn ớt nhiều thì nó ngon, mình thích ăn ớt nhiều thì mình bỏ nhiều vậy thôi. Ăn cho lẹ lưỡi luôn. Bạn thấy hấp dẫn không? Xong cái món chấm là cái món này mới là quyết định trong cái món lỗ tai heo nè. Mình phải để ý cái con cá còn nó khác nè. Rồi xong, bây giờ tới mình cắt lỗ tai heo. Nhưng mà tới đâu cắt tới đó. Cái phần này thì nó mình thích ăn sùng sùng hơn. Vì mình cắt đỡ cái này ra trước đây. Hơi mỡ quá. Thì cái này mình cắt thiệt là mỏng nó mới ngon nha, đừng cắt dày quá. Wow, nhiều mỡ quá. Này mấy người thích ăn đầu heo gì đó thì ta chắc là ăn được. Mình cuốn cái này trước đi rồi bắt đầu tới cái lò tê heo, cái phần sụn sụn hơn. Bỏ nó qua một góc. Sụn lấy phần này đi. Lò tê heo nếu mình luộc mình để qua đêm á, để mấy tiếng đồng hồ đó thì nó sẽ nó giòn hơn, nó ngon hơn. Đừng làm liền, mình dễ cắt, chứ còn mình làm còn nóng á, mình cắt ăn nó không ngon. Rồi có thể là mình bỏ vô một cái, khi mình luộc xong á, mình lấy cái đũa mình xiên nó qua, thấy nó xiên mà nó thấu, nó đâm thấu qua được á, thì mình lúc đó mình mới lấy nó ra bỏ vô nước lạnh liền, nước đá lạnh cũng được nữa, miễn để cho nó đừng có bị nó đừng bị nhão nhão á. Ok, sau bây giờ mình lấy cái bánh tráng này ra. Cuốn nó. Ôi, thơm lắm bạn ơi, thơm rất là thơm cái mùi của dạ, nổi rồi. Thơm cái mùi của bánh mắm nêm. Mình cuốn rất là dở. Nói thiệt. Xấu lắm. Không có chỗ đựng. Nói chung là không có cái gì hết. Để cho hơi ướp thì thôi. Bắt đầu đây mình mới bỏ. Đúng ra tăng này ta có thể bỏ bún vô nữa, nhưng mà mình không có ăn bún. Mình nói chung là mình hạn chế ăn cái bột gạo cho nhiều càng tốt. Chứ không phải là không ăn, mình vẫn ăn. Rồi xà lách, dưa leo, như rau tí to, rau húng nè, đó, rồi dép cá, tất cả các loại rau bỏ vô này mình ăn nhiều rau mới ngon. Rồi, nhưng đặc biệt là cái món này phải có hẹ, hẹ ăn rất là ngon. Mình bỏ thịt lên đây.
Mình cũng xấu lắm. Úc, đừng có rớt nha. Nó chưa có thấm nước. Nó chưa có mềm. Come on. Rồi, xong bể luôn, chưa đủ mềm. Mà kệ nó bụng quá. Mềm mới tụi nó tóm lại được. Thôi hẹ. Mình thì không biết cuốn, nhưng mình biết chắc một điều là nếu mà mình cuốn mà cho nó thiệt là chắc á, nó mới ngon. Trời ơi, thôi không được rồi, phải cuốn một lần. Cái bánh khác. Mình chỉ chia sẻ thôi, chứ mình đâu phải là người ăn gỏi cuốn. Mình không có thích mấy cái đồ cuốn cuốn lắm. Có cái đồ nhúng thì nó dễ hơn cái này nữa. Mới cuốn cái đầu tiên này thất bại rồi. Thôi để cho nó nguội em, cái mềm em mới được. Cái cục này nó bự quá. Làm cái khác lại. Cục kia cho nó mềm đi anh. Bảo đảm đây có người đang cười mình nấu ăn mà không có biết cuốn. Đó thật sự mình dở cái đó thiệt. Ây, chở con cá nữa. Ghê. Dưa leo. Nạp thơm hủ lô xô để dục lên đi. Cũng chưa mềm. Hay là cái nước của mình nó không có đủ nóng á. Nó êm, nước ấm ấm thì nó mau mềm hơn. Nó cũng đỡ hơn cái cuốn kia chút. Trời, rốt cuộc cũng thành một cái cuốn. Cứ gọi là cái cuốn thì nó là cái cuốn. Rồi, quậy đều nó lên. Chấm rất ngon. Trời ơi, em thích là ngọt. Ăn cái dừa tới hiểu không? Mình không nghĩ chứ khoai trắng tráng của mình cuốn tấu quá. Cái này thiếu hẹ không ngon. Rất là ngon khi mình bỏ cái thơm, cái ớt.
tiếp tục một cuốn nữa. Cái cuốn này cũng còn ở đây này đó. Nó cũng chưa có bị mềm nữa, không được mềm. Rồi bỏ tập thơm, nhắc bỏ hết đi, không biết cái nào là cái nào nhưng mà được nào cũng vô mình hết à. Dạ bắt đầu mới bỏ miếng lên. Thì thường người ta bán người ta hay cuốn như là ta cuốn rau trước, ta cuộn một cái nữa thôi bỏ nằm ở bên ngoài để cho nó đẹp, rồi lại một xếp sao cho nó nằm ở trong cái cuốn. Rồi ta xếp vậy đúng rồi, cái người ta mới tém nó vô một cái nữa, rồi bắt đầu ta bỏ cái hẹ lên. Các bạn có thấy chưa? Đó. Người ta cuốn người ta để nó nằm phía ngoài được. Cái heo da, cái heo á, cái lỗ tai heo nó phải nằm ở ngoài. Khi người ta bán là chân lên mới hấp dẫn. Cậu như mình mà cuốn mình ăn ở nhà cuốn sao cũng được. Chứ còn mình cuốn chúng mình mà bán là coi như là không ai ăn nữa. Tại ta không biết trong đó có cái gì nữa. Rồi ok. Cuốn thứ ba đỡ hơn chút. Làm được cách này cái móng của bạn nó bị tanh. Rất là ngon. Quay ra một chở ăn cá. Nó dài quá nên mình phải lấy phần đuôi nè, mình để ra ngoài mình nướng cao phần đuôi về chín hơn. Mình có phần bụng, bỏ vô hai mặt thôi, không bụng. Sao nó bị xèo vậy? Thì tất nhiên con cá này nó sẽ không ngon bằng cái loại cá đồng hồi xưa rồi, cái cá nuôi. Cá nuôi nó mình biết chắc phải tanh rồi đó, nhưng mình làm thử thôi. Thử nếu mình làm ăn được ngon thì mình sẽ chia sẻ cùng tất cả tới mọi người cách chế biến cá lóc như thế nào để giúp cho cái người dân Việt Nam mình họ nuôi cá có đầu ra nhiều, càng nhiều người ăn thì họ sẽ bán nhiều hơn, với vào nó cũng là ngon mà đúng không. Mình cũng chưa biết ra như thế nào nhưng mình sẽ ráng. Quá ngon. Nước tay heo mình luộc á, nó vừa tới, nó không quá cứng mà nó không bị nhão. Độ giòn rất là ngon. Bây giờ mình dừng phiên chút xíu để mình chờ cá chín. Tại bây giờ mình ăn chút nữa, mình ăn mà ăn mấy cái nữa chờ cá chín là mình no khỏi ăn luôn á.
ăn còn trắng. Nhìn nó đang xô xèo xèo xèo, đang bóc nước ra. Nó chắc cũng bị chín rồi. Đâu lộn, nó chuẩn bị chứ, gọi là chín. Ê, cái lần heo mặt nó có bị cháy chưa? Nó cháy xém 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 gì mới ngon. Ồ, nó cũng chưa cháy xém lắm. Bởi con cá này nướng phải, mình phải có những nại, chứ còn mình nướng mà mình để lửa lớn quá đó, nó sẽ không có ngon đâu, nó sẽ bị sống bên trong. Nguyên chỗ đó. Cái này phải có cây bằng sắt để mình giữ nó lại mới được. Sao giờ lên mình cầm giữ gì hoài? Nãy giờ mình để nó hơi lâu, ở chừng chục phút rồi đó, mà bây giờ bắt đầu mình mới để lửa lớn lên. Rồi giữ cho cái thế này, là cho chín cái phần này nó lâu chín nhất, là phần lưng của nó phần mới rất dày. Như mình nghĩ giữ gì mới là cách rồi. Mấy con cá khác á, bình thường làm nó có hình dẹp, con này nó hơi có hình tròn, nên nó không có thẳng được cái lưng gì. Làm ơn xuống. Rồi cuối cùng cũng được rồi. Wow, gió nhiều lắm á. Hồi sáng là trời rất là đẹp, nắng, nhưng mà đầu giờ thì gió thì nó hơi lạnh. Nó đang sôi cái mỡ trong cái nước nó ra nè. Mình nghĩ chừng nào mà mình không thấy nó còn cái này cái ít á, là chắc là nó sẽ chín. Thơm quá trời thơm luôn rồi. Bắt đầu thì nó thơm cái mùi khác khác của cái dãy cá đó. Bây giờ cứ lật cái lưng nó lại thử coi sao. Đẹp chưa? Đẹp thì đẹp đó, không biết trong nó có chín hay không. Tiếp. Cái gì nó nứt ra là mình nghĩ là chắc ok rồi. Cái phần này là giữa mấy cái sống lưng của nó. Rất là thơm. Ui, cá thơm lắm mày. Ở đây chắc cái phần gần bụng nó ra cái mỡ đó. Cái bào tử cá, bụng cá rất là nhiều mỡ. Cái ruột cá rất là ngon. Nhưng mà cá nuôi chắc mình không ăn ruột được. Ruột phải làm sạch. Chứ là đầu cá lóc với cái ruột cá lóc là cái món ruột của mình. Trở lại lần nữa là chắc có thể xong rồi đó. Là mình nướng lửa nhỏ rất là lâu. Phần đầu này nó bự hơn, dễ nó lâu chín hơn phần đuôi này. Wow, lửa lớn quá. Cái mỡ nó rớt dưới cái nó bốc khói lên, nó tạo ra cái mùi rất là thơm. Cái âm thanh cũng vui tai nữa, xèo xèo. Mình
nghĩ khoảng chừng vài phút nữa là ăn được rồi. Thơm quá. Rồi giờ quay đây mình chuẩn bị đem nó ra. Đây. Mình sẽ múc cái mắm nêm này, cái mắm của mình mắm nêm về đây trước. Cái đũa này ra đi. Cái mùi nó thơm dễ sợ. Rồi. Quá tuyệt vời. Rồi, cái nhiều đang quấy này nữa thôi. Hãy nắp nó lại đi chứ nó bốc mùi. Đó, mình chuẩn bị sẵn một cái chén mỡ hành nè. Mình cũng dùng hành với dầu ô liu thôi. Hành lá dầu ô liu. Góc này thì lá chuối chảy lên. À, lá chuối nhà mình đi gói bánh á, cái mình thấy gì mình thấy hay hay. Xin mà dè miếng. Rồi bạn nghĩ bắt đầu là nó sẽ ok không, mình sẽ thử nha. Rồi, tắt lửa cho nó qua. Rồi xong xuôi, bắt đầu mình phải tách nó ra. Đồ xốp này thì mình nghĩ có lẽ đây nó sẽ chín đây. Đắp xuống lưng ra. Wow, các bạn ơi, nó chín rồi. Vừa mới tới luôn nè. Nó không có bị khô nè, trong rất còn nước. Wow, hấp dẫn quá ta ơi. Thơm quá. Ăn biết thịt như thế nào thôi, nhưng mà cái dãy nó cháy khét quá thơm. Xin lỗi, nhưng mình có thể không chấm với mình không có cuốn bánh tráng được không? Tại mình ghét bánh tráng quá, nó không nghe lời mình. Cuốn nó cứng quá. Ăn không nha. Kéo cái sóng lên. Wow, thơm bốc khói rồi. Quá đã luôn. Ê, cái ruột của mình nhưng mà ăn không có được cái này. Này cá nó nuôi. Ui, da thịt này chắc ngon rồi. Rất là ngon, rất là ngon. Mình bỏ nó qua một góc rồi đi. Ruột gan gì đây. Hoàn toàn thơm lắm. Ây, bỏ nó qua một góc. Quá tuyệt vời. Ui. Mình thử miếng trước nha, coi nó thế nào. Rất là thơm.
tất nhiên rất là ngon, nhưng mà so sánh với cá nuôi thì cá thiên nhiên thì nó không bằng rồi. Thịt nó hơi bở nhưng mà nó không bị tanh. Được. Ai mà còn ghiền miếng cá lóc này thì có thể ăn được nè. Ngon quá. Mình không chấm mắm nêm nữa đâu. Thế lộn, mình không có cuốn với rau nữa, mình ăn không với rau, không cuốn bánh chén nữa. Bánh chén khó làm quá. Nãy mới ăn một cục bánh chén khổng lồ của mình rồi. Thì có nhiều người thích ăn đậu phộng thì bỏ đậu phộng vô. Mình cũng có đậu phộng mà mình không thích. Ngon quá. Được rớt đất được rồi. Mình sẽ chấm một miếng cá này dễ đâu biết ra. Wow, cái sớ nó ra như vậy nè. Đó, khi mà các bạn mà cầm cái sớ nó ra mà kéo được miếng bự như vậy, tất nhiên là con cá đó nó sẽ vừa mà tính tới. Còn cá nó mà khô á, mình mà cắt, mình mà kéo nó ra, kéo lúc khúc nào gãy khúc đó là nó cá không có tươi. Rất là ngon. Đổ chút mỡ hành lên. Bốc khói luôn á. Để mình chan với nhau rau thơm thôi. Giờ bắt đầu lật rồi. Sáng thì giờ nó không có rảnh, trời rất là đẹp, đúng vậy. Giờ lạnh quá, có gió nữa. Rất ngon, thịt nó ngọt lắm, nhưng mà nó chắc thì cá đồng không được, nhưng mà đây là chỉ có cá đồng. Cá này là cá chết, cá đông lạnh, mà còn lại cá nuôi nữa, nhưng mà làm nó cách này rất là ngon. Hồi xưa mình có mua về là người ta làm sẵn rồi nó bỏ trong cái chay á, nó bán mình mua về mình làm cá lóc, cá kho lóc kho tộ với chân chua cá lóc. Ồ, nó tanh rình, chắc là lúc đó mình không chỉ biết làm. Wow, ngon thiệt. Nhưng mà chút mình ăn sau mình sẽ tự cuốn để cho được ai cười mình hết. Thật sự là bà nói mình không biết cuốn. Cái cuốn mình đang mình nấu bếp được, nhưng mà món cuốn mình không cuốn. Ngon quá, trời lạnh. Bạn làm cái này đi, ngon lắm. Đổ tài heo cuốn chấm mắm nêm với cá lóc, ví dụ như là cái này có hai lựa chọn cho mọi người, là mình ai mà ăn mà giống như cơ thể họ tốt, có không bị cholesterol cao thì họ sẽ ăn cái này, mà giờ mình ăn thì ăn chút đỉnh thôi. Giờ chấm món cá ăn với mắm nêm này với rau sống cuốn ăn cũng rất là ngon, mà lại thơm nữa. Tôi làm theo cách của mình rồi, các bạn sẽ thấy ngon thiệt. Wow, cái mắm nêm là cái thành phần quan trọng nhất nè. Giờ bữa nay mình kết hợp được hai món này nó rất ngon. Lỗ tai heo cuốn chấm mắm nêm cá lóc nướng quá ngon. Phải nói là ai mà không biết ăn xương á thì cẩn thận cá lóc, nó xương nhỏ rất là nhiều, nên mình ăn phải cẩn thận. Nhất là mình cho nít ăn á là mình phải rất là tốt, cẩn thận tối đa để mà dễ thịt chật cho mấy đứa nhỏ ăn, thì dễ mắc cổ lắm, mắc xương chứ. Nhưng mà thịt rất là ngon, mình kết hợp hai cái này ăn rất là được. Bởi vì khi mà mình ăn lỗ tai heo với thịt heo nó nhiều mỡ, nó ngán á, mình mở đầu mình chuyển qua mình ăn cái này, nó rất là ngon. Rồi, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi của mình. Các bạn thử làm coi có thấy làm ăn có ngon hay không.
hẹn gặp lại các bạn trong cái chương trình video tiếp theo. Sẵn đây mình cũng nói, mình định nói gì mình quên. Mình cũng nói các bạn rằng có thể mình sẽ là quay lại những cái video clip trước đây mình đã làm mà mình không có biết chỉnh sửa đó, âm thanh nó rất là thấp, nói chung chất lượng nó không có tốt. Thì mình nghĩ mình sẽ cố gắng mình làm, nhưng mà mình có không làm được nhiều. Lý do là có những cái món nó độc hại mà mình bây giờ chuẩn bị đi khám bác sĩ rồi. Mình không có bác sĩ chê mình nữa. Ok, cảm ơn các bạn. Mình sẽ báo cho các bạn sau. Nếu mà bác sĩ mà có chê, có bắt mình ăn kiêng á, là lỗi là do các bạn một phần nữa. Cô để chơi vậy thôi. Ok, bye bye.